Xin bác sĩ có thể cho biết là cái dấu hiệu và triệu chứng của bệnh là gì ạ? U xơ tử cung thì về cơ bản nó là một cái bệnh lý lành tính. Các dấu hiệu triệu chứng thì như Thanh Xuân cũng vừa nhắc đến đúng không ạ? Mọi người thường hay phát hiện khi mà đi khám sức khỏe định kỳ, tức là có một cái dấu hiệu tình cờ, còn nếu mà nói về những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu thì những cái triệu chứng chính nó sẽ là mình có thể là thứ nhất đó là rong kinh, rong huyết, đấy nó có thể là rối loạn cái chu kỳ kinh nguyệt. Cái thứ hai nữa là có thể là người bệnh sẽ cảm thấy có cái sự đau tức hoặc là sờ thấy một cái khối ở cái vùng bụng dưới. Ngoài ra thì những cái triệu chứng nó sẽ liên quan tới cái kích thước của khối u nó to đến mức độ nào, nó chèn ép vào cơ quan nào. Ví dụ như là nó có thể chèn ép vào bàng quang, dẫn đến là người bệnh sẽ cảm thấy là cảm giác buồn tiểu nhiều lần. Đấy, tiểu một lần nó không hết được, giống như là tiểu giác đấy, nó kích thích vào cái bàng quang mà. Thứ hai nữa là có thể là gặp cái tình trạng là bị táo bón, tức là cái khối u nó to quá, nó chèn vào cái trực tràng đằng sau, táo bón hoặc là cảm giác mót dạ. Ngoài ra thì nó có những cái triệu chứng nó liên quan đến trong cái quá trình thai nghén. Hoặc là có những người mà phát hiện ra cái u xơ tử cung khi mà đi khám để mà gọi điều trị cái gọi là bệnh lý vô sinh. Đạ. Tức là đã rất là lâu rồi không có thụ thai được và đi khám tình cờ lúc đó mới phát hiện ra là có cái khối u xơ tử cung. Dạ vâng. Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta-glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể. Đặc biệt, hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang, nhỏ gọn, dễ uống. Bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.